Tánh Phật, con nay tắm gọi các Như Lai, trí thịnh trang nghiêm công đức khai, năm trượt chúng sanh xin gột rửa, pháp thân nguyện chứng với Như Lai. Ca Tỳ La Vệ chẳng từng sanh, rừng ấy Ta La không diệt tận, chẳng diệt không sanh dòng dõi Phật, thấy mình tắm Phật mắt long thanh. Năm tháng ngày sanh nói bá dơ, vua nào sanh Phật chớ ngây thơ. Gần đâu phun nước, ồ hủy mặt, nói đến hoa sen để biểu trưng. Trực chỉ đề cương. Đạo Phật, Phật giáo hay giáo hội Phật giáo Việt Nam, với những tên gọi đó, người đệ tử Phật thông thường nghe qua như có chút gì hãnh diện, tự tin, tự hào, sung sướng. Bởi vì Đạo Phật cũng được liệt vào hàng giáo hội của những bộ phận người có tín ngưỡng tôn giáo trên thế giới như các tôn giáo khác. Vì đã là tôn giáo tín ngưỡng thì được miễn hưởng quyền tôn trọng, tự do tín ngưỡng, không tự tin và hãnh diện sao được. Đó là một ý lành thiện cảm đáng quý. Từ thiện cảm nhiệt tình với Đạo Phật, người ta rất chắc chí rằng Đạo Phật ta đang tín ngưỡng cũng là một tôn giáo được thế giới công nhận, một tôn giáo được nhiều người tín ngưỡng, tôn trọng trong nước ngoài nước, được đại diện các nước liên kết trên thế giới công nhận. Điều đó không phải tôn giáo tín ngưỡng nào muốn cũng được. Đứng vào vị trí tôn giáo được thế giới công nhận, người môn đồ của tôn giáo ấy vui mừng là lẽ tất nhiên. Duyên Phật giáo, người đệ tử Phật chân chính có học các kiến thức Phật học, bậc thạc đức cao tăng không vui khi nghe môn đồ đệ tử mình tin và hiểu Phật giống như người tín hữu có tôn giáo họ tín ngưỡng một giáo điều. Đạo Phật không phải vậy. Đạo Phật không bắt buộc người đệ tử phải tin lời Phật mà không tư duy quán chiếu dạng lọc và lý trí của mình. Vậy mà Phật giáo ngày nay hình thức thờ phụng, lễ nghi, cung kính đã chuyển thành tôn giáo đa thần, hồi nào không ai hay biết. Ngày Phật đản sanh cho đến thế kỷ 21 này, bậc chân tu không nhìn ra ngày kỷ niệm Phật đản sanh, nghi lễ cung kính Phật vượt ngoài tưởng tượng của Như Lai. Lớn ơi là lớn, văn nghệ, văn hóa, triển lãm, nghệ thuật linh đình, tụng niệm, cầu nguyện đủ thành phần cơ cấu lễ nghi. Có điều ngộ nghĩnh, ai để ý mới biết, đó là bài kệ đọc tụng buổi lễ tắm Phật của Phật giáo Bắc Tông. Tụng để có tụng, chứ chẳng ai quan tâm, tụng để làm gì, ý nghĩa bài kệ ấy nói gì, dạy gì. Kể rằng, ngã kim quán mộc chư Như Lai, tịnh trí trang nghiêm công đức tụ, ngũ trượt chúng sanh lịnh ly tấu, đồng chứng Như Lai tịnh pháp than, tỳ gia thành lý bất tầm sanh, ta la thọ gian bất tầm diệt, bất sanh bất diệt lão phù đàm, nhãn trùng phán kiến trùng thiên tiết, kim triêu chánh thị tứ mạng pháp, thịnh phạm vương cung sanh phúc lạc, phúng thủy cửu long thiên ngoại lai, bỗng túc liên hoa tùng địa phát. Muốn hiểu ý nghĩa bài kệ ấy, xin giới thiệu hãy đọc bài thi ca tánh Phật của Như Hữu Thiền Sư ở trên. Từ đạo hạnh Nguyễn Minh Thông. Sử truyền hai vị này đắc đạo có được thần thông đi trên mặt nước. Đạo hạnh Minh Thông đắc quả cao, trên sông tô lịch thử trừ nhau, bỏ thân trôi dạt dân chôn cất, xây dựng chùa thiên hậu thế thờ. Trực chỉ về cương. Giả sử hai ông Từ Đạo Hạnh và Nguyễn Minh Thông có phép thần thông đi trên mặt nước phong tô lịch thật, cũng không vì việc ấy mà gọi là đắc quả cao, bởi vì việc làm đó nếu có thật cũng là thuộc ngoại đạo tà sư. Đạo Phật không cần có hành động như vậy. Đệ tử Phật không bao giờ có chuyện trừ khử nhau để rồi cùng chết trôi dạt trên sông tô lịch
sự chính vốn tôn thờ của những người lập chùa để thờ đức thánh như vậy, không phát xuất từ Phật tử chân chánh có tu học theo đạo Phật. Sự tôn thờ ấy chỉ là tín ngưỡng của nhân gian, không tương quan với nền giáo lý của đạo Phật chính thống. Học tu Phật cần có tư duy nhận thức theo tôn chỉ giải thoát giác ngộ. Người đệ tử Phật không đam mê cái gọi là thần thông phúc thuật, chẳng hạn đi trên mặt nước, bay trên mây, bởi việc đó chẳng hay ho gì so với tàu lặn, hạm viễn vương, máy bay và phi thuyền không gian của khoa học ngày nay. Chùa Một Cột do vua Chiêm Đao thấy, quốc sư phỏng theo Chiêm Đao, vua cất tay chùa Một Cột. Hèn chi gánh tiếng đạo duy tâm, chùa Một Cột xưa đã chứng minh. Vua mộng tôi nghe lưu quốc sử, thảo nào khất khỉ tịch tâm mồm. Trục chỉ đề cương, nếu không bị bắt tội, người cư sĩ Phật giáo có quyền nói thẳng. Đúng với sự thật, thì nguyên nhân có chùa Một Cột và người kiến tạo xây cất chùa Một Cột là những kẻ mắc trọng tội với Phật giáo Việt Nam và toàn thể Phật tử Việt Nam kể từ khi kiến tạo ngôi chùa cho đến năm 2008 dương lịch. Mộng Nguyễn Bào Ảnh Lộ Điện Dương Diệm Hàn Thác Hà Thành Thủy Trung Nguyệt Cảnh Trung Tượng, người thứ ấy kinh dùng để dụ cho sự vô lý. Dù có danh ngôn mà không đời nào có sự thật chắc chắn đáng tin cậy, đối với người trí học Phật tu theo đạo Phật, dựa vào Chiêm Đao rồi cụ thể hóa Chiêm Đao ấy, dẫn dắt quần chúng Phật tử trong cờ tín ngưỡng thứ văn hóa sai lầm. Di hại từ thế hệ này sang thế hệ khác biết bao giờ rửa sạch. Cả ngàn năm nay tôi tin rằng đã có thiền sư cao tăng biết được sai lầm tội ác ấy, nhưng biết là một chuyện, có được nói hay không, dám nói thẳng nói thật lại là việc khác. Đụng đến ý nghĩa vô không đồng thuận việc làm của quan hãy coi chừng. Thảo nào thiền sư khất sĩ cao tăng sao dám lặng làm việc nước ấy. Xương lưu sát ước, thiền sư tu sĩ tỳ kheo ước sát. Phật tổ thua xa đệ tử mình, không người ước sát chẳng lưu xương. Lừng danh thế giới mà vô phúc, để lại trần gian bóng lửa tàn. Trực chỉ về cương, thân thể con người gọi là thân ngũ ấm, thất đại. Nó là một tổ hợp sắc tâm, là một vật chất trong vô vàn vật thức hữu vi, mà hữu vi pháp thì mộng tưởng bào ảnh. Cho nên người đệ tử Phật mà chân chánh có học Phật, có tu theo đạo Phật chính thống, người ta không thèm quý trọng phương phàn sắc tướng. Chính vì vậy Đức Phật khi viên tịch cũng mã thiêu trà tỳ như nhân dân Ấn Độ đã từng mai táng khi lìa bỏ khỏi đời. Sau khi lìa bỏ khỏi đời, hữu vi sanh diệt, ngũ ẩn thân của Phật chỉ còn lưu lại hậu thế bóng lửa tàn thương tính trong ký ức của những con người Phật mà thôi. Sự cao cả tôn trọng kính quý là đạo giác ngộ giải thoát, không có ở trong xương được lưu xác được ướt. Ai để lại đời sáng ướt xương lưu, Phật mà thấy ngài sẽ nghĩ cười. Một hôm Đức Phật cười vang dội trong chánh điện của các chùa cùng một lúc khắp năm châu, cười vì mình vô phước không được ai ướt xác lưu xương như các đức thiền sư ở các nước mai tê như nó. Phật cũng nói những cái gọi là thắt thờ răng thờ tóc thờ xá lợi móng tay, kể cả tượng cốt ta, những đệ tử không nhớ lời dạy của ta trong kinh điển mà bày ra như vậy, chớ ta làm sao quên chân lý của ta đã từng dạy để nhận lãnh sự tôn trọng cúng dường kiểu ấy. Áo lục tù, chiếc áo hoang đường hủ mặt. Áo lục thù mấy lạng cân, vậy mà quỷ sứ sợ rung rinh
Hoàng hồ mấy chữ tu rị, nguyên chúa tào quan chẳng dám gần. Trực chỉ đề cương, thù là đơn vị cân đông đo đếm ngày xưa, lục thù là sáu thù. Chiếc áo lục thù chỉ cho trò biệt vọng và hình thức mê tín hiển mặt của những tà sư bài vẽ một số chữ hoàng hồ gọi là mật chú, chẳng hạn như ứng lam, ứng mani, ứng chiếc lệ, chủ lệ. Họ viết son đỏ trên vai lụa vàng, mấy bà nhìn thấy sợ lắm, cho là thứ bùa chú ghê lớn. Viên vương vị sứ thấy là nể, chẳng dám hỏi han bắt tội. Áo lục thù trong kinh điển đạo Phật danh không chánh, ngôn không thuận, nói về ý nghĩa và công dung của chiếc áo ấy, thì đáng đem các ông thầy làm áo và bán áo ấy ra, bắt học sinh mỗi ngày 8 tiếng suốt 18 năm, không được bỏ học đi tụng tới bất kỳ đám lan mộc, dù thân hay sơ. Phải học 18 năm, các vị tăng cũng như nghi mới biết được đạo Phật không bao giờ chấp nhận chuyện hoang đường hủy mật, cũng không dung túng cho ai đem chuyện hoang đường hủy mật hù dọa những người thiện trí nhẹ dạ cả tin, với mục đích là dưỡng bất chánh. Viên vương ở đâu, vị sứ thứ gì, ai bầu cử chúng, ai ủy quyền cai trị thế nhân cho bọn chúng? Tại sao chúng bị mỗi thiết thắng lục thù mà phủ nhận chân lý nhân quả, thiện ác, báo ứng của vũ trụ nhân sinh gian? Suốt đời thuyết pháp hóa, tạo quần sanh trước sau như một. Đức Phật nêu ra tiêu chí cho đệ tử mình, phải tu học, phải ứng dụng chân lý, giới định tuệ, văn tư tu, duy tuệ thị nghiệp. Mấy cái gọi là chữ công đe hoàng hồ ấy không phải là của thế tôn dạy, mà viên vương quỷ sứ các ngươi bị nể sợ vương dân để rồi quên hết chân lý của cõi đời hữu vi, là nhân nào quả ấy như bóng với mình. Viên vương quỷ sứ các người không hồn, hãy từ chức đi để hạ cánh an toàn kẻo muộn.